Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức niêm yết công bố bản án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm lên cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong bản án, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có, để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao và kiến nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ một số dấu hiệu tội phạm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Đầu tiên, đối với 658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ. Theo hội đồng xét xử, xét về bản chất, toàn bộ các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan, nên xét cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án cho bị cáo này trong toàn bộ vụ án. Cụ thể, đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kê biên, hội đồng xét xử xét các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số người đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác, nên xét cần tiếp tục kê biên, giao cho C03 Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Đối với 475 bất động sản liên quan đến Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, và 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc Công ty Quốc cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là gần 2.883 tỷ đồng. Số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Nếu hoàn trả đủ thì sẽ nhận lại được toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan nêu trên. Đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hectare, thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, hội đồng xét xử cho rằng cần tiếp tục kê biên và giao C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Đối với 2 bất động sản tại tỉnh Long An, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan. Đối với căn hộ tại tầng 1 và tầng 2 số 78 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên xử lý tài sản này để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan. Đối với nhà đất 75B Trần Tế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Đối với nhà và quyền sử dụng đất là biệt thự cổ tại số 100-112 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đối với bất động sản tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện. Đối với bất động sản thửa đất số 1755 tờ bản đồ số 10 Sài Gòn Khánh Hội tại địa chỉ 145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo thực hiện. Đối với 18.450.000 cổ phần chiếm 70,59% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần T&H Hạ Long, 3 bất động sản của Công ty Cổ phần T&H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc đều thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hội đồng xét xử tiếp tục kê biên một số tài sản để đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ. Đối với 116.190.200 cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á chiếm 96,84%, hội đồng xét xử xét thấy đây thực chất là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Đối với 69,795% cổ phần tại Sát Cầu Miền Nam, tương ứng với 3.036.100 cổ phần,
49% cổ phần tại Satco miền Bắc, tương ứng với 291.550 cổ phần, và 49% cổ phần tại Satco Phú Quốc, tương ứng với 245.000 cổ phần. Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Đối với bất động sản, thửa đất số 241, tờ bản đồ số 3, địa chỉ tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Những dự án đứng hình của Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án IFC One Sài Gòn từng được kỳ vọng là tòa cao ốc biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2009. Thế nhưng, Sài Gòn One Tower tọa lạc trung tâm thành phố chục năm qua vẫn là khối bê tông dở dang. Chủ đầu tư ban đầu của Sài Gòn One Tower là công ty cổ phần Sài Gòn One Tower. Đây là liên danh gồm công ty cổ phần MNC, PNG, Sài Gòn Tourist, Đông Á Bank và công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Đông Á. Dự án được khởi công năm 2007, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm. Tọa lạc tại khu vực giao lộ Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, quận 1. Sài Gòn One Tower được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng trên khu đất 6.672m², quy mô 5 tầng hầm, 3 tầng kỹ thuật và 41 tầng cao. Theo quảng cáo, đây là tổ hợp chung cư văn phòng và thương mại cao cấp với điểm nhấn là quán bar ngoài trời lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó dự án ì ạch, chủ đầu tư chỉ xây xong phần thô, dở dang thời gian dài. Đến tháng 8 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC, đã thu giữ dự án Sài Gòn One Tower để xử lý khoản nợ của chủ đầu tư. Hy vọng hồi sinh dự án Sài Gòn One Tower đến vào năm 2021, khi công ty cổ phần đầu tư và phát triển Viverland bất ngờ xuất hiện với vai trò là đơn vị phát triển dự án. Tên thương mại của dự án cũng được đổi thành IFC One Sài Gòn. Viverland là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ. Đến tháng 8 năm 2022, công trường dự án xuất hiện công nhân thi công trở lại. Những chỉ thay lớp kính bên ngoài đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các hạng mục bên trong tòa nhà, chủ đầu tư vẫn chưa được thi công do dự án đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Và đến nay, dự án IFC One Sài Gòn vẫn chỉ là khối bê tông nằm phơi nắng mưa. Thuận Kiều Plaza. Cao tốc này được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.971m². Công trình gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại Sài Gòn 5 trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và King Harmony của Hồng Kông liên danh xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999, vốn đầu tư thời điểm đó khoảng 55 triệu đô la Mỹ. Năm 2015, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất việc mua lại dự án này và tên mới The Garden Mall chính thức được công bố vào ngày 3 tháng 11 năm 2017. Khi dịch COVID-19 xảy ra, chủ đầu tư đã cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cải tạo phần lầu 1 và 2 của tòa nhà thành bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường để tiếp nhận bệnh nhân. 1.000 giường bệnh chỉ được cải tạo ở khu vực trung tâm thương mại, không liên quan đến các căn hộ ở 3 tòa tháp. Đến nay, Thuận Kiều Plaza tiếp tục bị bỏ không. Dự án One Center Hồ Chí Minh, dự án căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khi nằm đối diện chợ Bến Thành và nằm giữa bốn mặt tiền khu tứ giác Bến Thành, gồm Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Camec. Dự án rộng tới 8.600m² và được các đơn vị quảng bá là sẽ xây 2 tòa tháp cao 46 tầng và 57 tầng. Trong đó, Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư, tập đoàn Masterline là đơn vị phát triển dự án, còn Newtecon làm tổng thầu thi công. Tòa tháp 56 tầng sẽ bao gồm văn phòng cho thuê và khách sạn. Tòa tháp 47 tầng sẽ bao gồm các căn hộ và dịch vụ cung cấp bởi khách sạn thông qua phần đế tầng hầm. Dự án ban đầu có tên gọi The Spirit of Sài Gòn do Biteco làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Dự án được xây dựng tầng hầm trong giai đoạn từ 2012-2013. Tuy nhiên đến tận năm 2021, khi về tay Masterline Home thì The Speed of Saigon mới được đổi tên thành One Center Hồ Chí Minh. Sau đó không lâu, đến tháng 8 năm 2022, nhà thầu New Tecon cùng với chủ đầu tư mới là công ty Viverland, công ty con của Vạn Thịnh Phát, chính thức quản siêu dự án này. Tuy nhiên, sau biến cố của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, toàn bộ bảng hiệu liên quan đến Viverland ở dự án này đã bị tháo dỡ và đứng im đến nay. Dự án Mũi Đèn Đỏ hay khu đô thị mới Sài Gòn Peninsula nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, có diện tích gần 118 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, được tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Group để cùng phát triển. Dự án Sài Gòn Peninsula được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư vào năm 2007. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 6 tỷ đô la Mỹ, khoảng 144.000 tỷ đồng. Nơi đây sở hữu vị trí đắc địa khi có hai mặt giáp sông Sài Gòn và sông Xoài Rạp, mặt tiền đường Đào Chí. Sau khi khởi động thì dự án Sài Gòn Peninsula đứng hình, tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Xây dựng nêu lên quan điểm về năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án. Theo đó, chủ đầu tư vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để thể hiện được mình đủ năng lực tài chính thực hiện dự án. Đầu năm 2022, dự án được công ty Viverland, công ty con của Vạn Thịnh Phát quản lý. Sau đó, website của Viverland cũng không cung cấp thêm thông tin về siêu dự án này. Hiện dự án vẫn đứng hình. Biệt thự cổ 700 tỷ đồng. Căn biệt thự cổ 112 Võ Văn Tần được xây dựng trên khu đất 2.819m2 theo kiến trúc Pháp cổ. Là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m2. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn biệt thự trên đã được giao bán với giá 47 triệu đô la Mỹ. Căn biệt thự được bà Trương Mỹ Lan mua lại đã cho trùng tu theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép xây dựng cho công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn, nên chủ công trình chỉ được trùng tu sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới. Tuy nhiên sau đó, căn biệt thự cổ vẫn chưa được sửa chữa, trùng tu xong. Hiện biệt thự cổ là một trong số bất động sản bị kê biên trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Những bất động sản khủng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Times Square, tọa lạc tại số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Times Square của Vạn Thịnh Phát khởi công vào năm 2007. Tòa cao ốc này có quy mô 3 tầng hầm và 39 tầng nổi, với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m2, với chiều cao lên tới gần 165m. Times Square là tòa nhà cao thứ 6 tại Việt Nam và cũng là tòa nhà thứ 2 của thành phố Hồ Chí Minh sở hữu bãi đậu trực thăng trên sân thượng. Tòa nhà Union Square nằm ngay đầu tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, giáp 4 mặt tiền đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn và gần kề với trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được Vạn Thịnh Phát mua lại vào tháng 6 năm 2013 với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng. Nhiều khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng. Ngoài ra, tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn sở hữu khách sạn 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn 5 sao Sherwood Residence, cung cấp những căn hộ dịch vụ 2-3 phòng ngủ và căn hộ penthouse đường Pasteur, quận 3. Tập đoàn này còn sở hữu khách sạn Windsor Plaza, tọa lạc tại trung tâm quận 5. Trung tâm mua sắm Andong Plaza cũng thuộc Vạn Thịnh Phát, được xây liền với khách sạn Windsor Plaza, gồm 4 tầng, có hơn 1.400 cửa hàng bán lẻ địa phương. Những thông tin cập nhật về vụ án Vạn Thịnh Phát đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!